Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Mèo Vạc ứng cử tại xã Tà Lùng phối hợp với Hội đồng Nhân dân xã Tà Lùng tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham vấn của nhân dân về sửa đổi nghị quyết số 47 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội nghị có sự tham gia đông đảo của cán bộ xã và người dân địa phương. Nội dung tham vấn là chính sách về phát triển nông nghiệp và chính sách phát triển làng văn hóa du lịch, trong đó tập trung vào các chính sách hỗ trợ giá giống cây trồng vụ đông, hỗ trợ thành lập và phát triển hợp tác xã nông nghiệp, chính sách hỗ trợ chăn nuôi, cải tạo đàn trâu bò, mức lãi suất tiền vay vốn, hỗ trợ con giống để phát triển chăn nuôi cho các hộ nghèo và các trang trại chăn nuôi. Mức tiền cho vay đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh các sản phẩm du lịch, kinh doanh dịch vụ lưu trú cho khách du lịch và hợp tác xã nghề thủ công truyền thống. Tại buổi tham vấn, nhân dân địa phương hoan nghênh Hội đồng Nhân dân huyện tổ chức tham vấn tại cơ sở. Đa phần người dân đều biểu quyết nhất trí với những nội dung chính sách, mức hỗ trợ về phát triển nông nghiệp và chính sách phát triển làm văn hóa du lịch. Từ thực tế của địa phương, nhân dân đã tham gia nhiều ý kiến xác thực như việc hỗ trợ thêm giống cây trồng vụ đông, hỗ trợ giống đưa vào trồng thử nghiệm cây lạc tại địa phương, hỗ trợ giá 100% giống lúa đậu tương, nâng mức hỗ trợ giống khoai tây vụ đông từ 50% lên 100%. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Mèo Vạc đã ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp thẳng thắn, giúp Hội đồng Nhân dân huyện có cơ sở để kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét và ban hành nghị quyết được sát đúng và sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên vừa họp chuẩn bị cho tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Vị Xuyên lần thứ 2 năm 2014. Theo đó, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Vị Xuyên dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10 năm 2014. Với số lượng đại biểu chính thức tham gia là 150 đại biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn huyện, có nhiều thành tích trên các lĩnh vực phát triển kinh tế gia đình và giữ vững an ninh chính trị tại cơ sở. Đại hội các dân tộc thiểu số lần này là nhằm tiếp tục tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác vận động của huyện trong 5 năm qua, đồng thời còn là dịp để khẳng định tôn vinh và biểu dương công lao to lớn của tập thể cá nhân tiêu biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng niềm tin của đồng bào các dân tộc vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại cuộc họp, thành viên ban chỉ đạo cũng đã thảo luận cho ý kiến về việc xem xét lựa chọn các đại biểu, cơ cấu thành phần dân tộc theo đúng hướng dẫn của tỉnh, công tác lễ tân, trang trí khánh tiết, tiếp đón ăn nghỉ của các đại biểu, công tác thi đua khen thưởng. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên, trưởng ban chỉ đạo đại hội nhấn mạnh, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 2 năm 2014 là rất quan trọng. Do vậy, yêu cầu các thành viên trong ban chỉ đạo, ban tổ chức, các tiểu ban phải chuẩn bị các điều kiện tốt nhất từ công tác xây dựng văn kiện, lựa chọn nhân sự dự đại hội, làm tốt công tác tuyên truyền khánh tiết, hậu cần, bảo vệ để phục vụ cho đại hội. Mọi công tác chuẩn bị cho đại hội phải chuẩn bị xong trước 10 ngày khi diễn ra đại hội. Thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình vừa tổ chức lễ phát động phong trào thi đua thực hiện 8 lời căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang khi Bác Hồ lên thăm Hà Giang năm 1961. Dự lễ phát động có các cán bộ công nhân viên chức thị trấn, các đơn vị trường học đóng chân trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình. Tại buổi lễ, lãnh đạo thị trấn Yên Bình đã phát động phong trào với các nội dung thi đua là tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong xây dựng và phát triển thị trấn thành trung tâm phát triển của huyện, thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn về phương hướng nhiệm vụ năm 2014, thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các mô hình chăn nuôi hàng hóa tập trung, nhân rộng các mô hình có hiệu quả. Thi đua nhân rộng mô hình cải tạo vườn đồi tạp gắn với xây dựng nông thôn mới theo nghị quyết 10 của Ban thường vụ huyện ủy, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, tích cực thi đua thực hiện có hiệu quả chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đợt phát động phong trào thi đua sẽ góp phần đẩy mạnh tinh thần thi đua yêu nước, phát huy tính năng động sáng tạo với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội thi đua, đại hội đảng các cấp, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân trong việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 2 đã đề ra. Nhằm đánh giá kết quả sản xuất nông lâm nghiệp 9 tháng đầu năm và triển khai sản xuất vụ đông xuân, ngày 20 tháng 9, huyện Bắc Quang đã tổ chức giao ban khối nông lâm nghiệp. Kết quả trong 9 tháng đầu năm, sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn huyện Bắc Quang đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt hơn 55.900 tấn. Thực hiện các chương trình đề án trong lĩnh vực nông lâm nghiệp trọng tâm của tỉnh và huyện đã triển khai và thực hiện có hiệu quả. Chương trình phục hồi và phát triển nâng cao giá trị sản phẩm cây cam quýt, cây dược liệu, sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp
và đề án phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm gắn với thâm canh trên các xã thị trấn đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cũng tại hội nghị giao ban, các xã thị trấn đã tham gia nhiều ý kiến, chủ yếu tập trung vào những việc làm được và chưa làm được trong sản xuất nông lâm nghiệp và chăn nuôi, trồng trọt, triển khai trồng cây vụ đông, phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang Hoàng Quang Phùng đánh giá cao vai trò lãnh chỉ đạo của các cơ quan chức năng và cấp ủy chính quyền các xã thị trấn đã tập trung chỉ đạo nhân dân thực hiện có hiệu quả trong sản xuất nông lâm nghiệp, chăn nuôi và trồng trọt các loại cây ăn quả và cây hoa màu. Để thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như các xã thị trấn cần tập trung chỉ đạo nhân dân thu hoạch nhanh gọn các loại cây trồng vụ mùa, triển khai làm đất trồng cây vụ đông, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Đồng Văn vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong 9 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã chỉ đạo các thành viên thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra chương trình, đồng thời chỉ đạo các xã tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 17 trên 17 xã trên địa bàn huyện Đồng Văn đã thực hiện đăng ký giao ước thi đua giữa Ban chỉ đạo xã với các thôn và đăng ký giao ước thi đua giữa thôn và các hộ gia đình với tổng số trên 11.000 hộ đăng ký. Trong 9 tháng đầu năm, huyện Đồng Văn đã mở được 3 lớp tập huấn cho các cán bộ xã, cán bộ thôn bản với 335 lượt người tham gia. Đối với nguồn vốn đầu tư từ trái phiếu chính phủ đã trả nợ các công trình giải ngân đạt 100% kế hoạch giao. Đối với các công trình giải ngân mới, hoàn thành công tác phê duyệt dự toán công trình. Kết quả theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong 9 tháng đầu năm thực hiện hoàn thành thêm tiêu chí giao thông thủy lợi, tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Đồng Văn Nguyễn Ngọc Thanh đã đánh giá cao vai trò lãnh chỉ đạo sát sao của các xã thị trấn đã bám sát vào mục tiêu chung của huyện về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, trong 3 tháng cuối năm, các thành viên trong ban chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bám sát vào kế hoạch đầu năm, hoàn thành công tác thanh quyết toán hồ sơ quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Đồng thời thực hiện giải ngân nguồn kinh phí cho các xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia lao động làm đường giao thông nông thôn, tập trung vào lĩnh vực bảo vệ cảnh quan môi trường, làm thay đổi nhận thức của nhân dân, tổ chức lại sản xuất nông lâm nghiệp nhằm nâng cao đời sống nhân dân. Mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến thống nhất chuẩn bị cho hội nghị xúc tiến đầu tư tại huyện. Với mục đích giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh về nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên, điều kiện kinh tế xã hội và cơ hội đầu tư phát triển vào huyện Bắc Mê với các đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án trên tất cả các lĩnh vực và địa bàn, cung cấp cho các nhà đầu tư tiềm năng những thông tin về cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, các danh mục dự án mời gọi đầu tư, đảm bảo có chất lượng, trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của huyện như du lịch, dịch vụ, phát triển kinh tế nông nghiệp, chế biến nông lâm sản, khai thác tốt tiềm năng của lòng hồ. Trên cơ sở đó, các đại biểu dự hội nghị tham gia đóng góp nhiều ý kiến và thống nhất tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại huyện Bắc Mê vào tháng 12 năm 2014. Chiều ngày 19 tháng 9, Công an thành phố tổ chức hội nghị tiếp thu ý kiến nhân dân đối với Công an thành phố và Bảo vệ dân phố, phường Minh Khai. Với việc tổ chức hội nghị lần này để phát huy và nâng cao quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân đáp ứng mọi yêu cầu chính đáng của nhân dân, đồng thời để lực lượng công an thành phố, bảo vệ dân phố phường Minh Khai chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế về tư thế tác phong, lễ tiết và ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với công an thành phố nói chung và bảo vệ dân phố phường Minh Khai nói riêng. Tại hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến tham gia đóng góp chân thành, thẳng thắn, cởi mở và mang tính xây dựng cao. Qua các ý kiến này, Công an thành phố, Bảo vệ dân phố phường Minh Khai có một cái nhìn thực tế, khách quan về những ưu điểm, đặc biệt là những mặt còn tồn tại hạn chế, trên cơ sở đó có biện pháp, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, cũng như thực hiện có hiệu quả chỉ thị 03 của Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì dân phục vụ gắn với phong trào Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng với khẩu hiệu Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc vừa tổ chức buổi gặp mặt viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2014, đến dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mèo Vạc cùng lãnh đạo các đơn vị trường học và 67 viên chức được tuyển dụng. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2014,
Đợt tuyển dụng này, huyện Mèo Vạc có trên 500 hồ sơ đăng ký dự tuyển ở 3 cấp học là mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Sau một thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc, Hội đồng tuyển dụng huyện đã lựa chọn được 67 viên chức trúng tuyển đợt này. Theo đó, có 26 giáo viên mầm non, 25 giáo viên tiểu học và 15 giáo viên bộ môn toán, lý, giáo dục công dân, cán bộ thiết bị trường học và tổng phụ trách đội của bậc trung học cơ sở. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo phòng nội vụ đã công bố và trao các quyết định phân công công tác đối với các viên chức trúng tuyển đợt này. Mới đây, Ban chấp hành Đảng bộ xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang tổ chức hội nghị lần thứ 27 khóa 8, nhiệm kỳ 2010-2015 để đánh giá sơ kết nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Lê Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Quang đã đến dự. 9 tháng năm 2014, mặc dù tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là thiên tai lũ lụt, song Ban chấp hành Đảng bộ xã Việt Hồng đã nêu cao quyết tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện 3 lĩnh vực đột phá về nông lâm nghiệp, quy hoạch trong xây dựng hệ thống chính trị. Qua đó tạo động lực mạnh mẽ, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2014. Các chỉ tiêu sản xuất nông lâm nghiệp, công tác văn hóa xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng đều được quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại nhất định như thu ngân sách đạt thấp, tình hình an ninh trật tự còn nhiều tiềm ẩn, các vụ việc vi phạm thường xuyên xảy ra, hiện tượng ra nước ngoài làm thuê không hợp pháp ngày càng gia tăng. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của năm 2014, Ban chấp hành Đảng bộ xã Việt Hồng cũng đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể, trong đó là đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tập trung khai thác tiềm năng về đất đai, lao động, tài nguyên để phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng cường các biện pháp thu ngân sách, phấn đấu đảm bảo đạt 100% kế hoạch huyện giao. Ngày 19 tháng 9, Hội đồng đội huyện Quang Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2013-2014. Trong năm học 2013-2014, công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi của huyện Quang Bình đã thu được nhiều kết quả nổi bật, duy trì tốt các phong trào đội và thanh thiếu nhi, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động sinh hoạt của đội tại các trường học, thường xuyên phối hợp với phòng giáo dục, mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức và năng lực về công tác đội và kỹ năng công tác xã hội cho đội ngũ giáo viên tổng phụ trách đội của các trường xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong năm học 2014-2015, với các nội dung trọng tâm, huyện đoàn, Hội đồng đội huyện Quang Bình tiếp tục thực hiện cuộc vận động thiếu nhi thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu 100% liên đội duy trì thực hiện công tác giáo dục truyền thống, các phong trào của đội, triển khai thực hiện tốt các chương trình rèn luyện đội viên, chương trình thắp sáng ước mơ để xây dựng tổ chức đội ngày càng vững mạnh. Hội đồng đội huyện Quang Bình đã được Ban chấp hành tỉnh đoàn tặng bằng khen đơn vị xuất sắc trong công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2013-2014. 3 tập thể và 3 cá nhân được khen cấp tỉnh, cấp trung ương. Hội đồng đội huyện tặng giấy khen cho 18 tập thể và 35 cá nhân. Phát huy cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới đã ngày càng được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu, mang lại những hiệu quả thiết thực đến với người dân. Cùng với nguồn vốn phân bổ nông thôn mới, nhà nước hỗ trợ xi măng và sự đóng góp ngày công lao động của bà con nhân dân, thôn Tân Sơn, xã Tả Nhiều, huyện Xín Mần đã thực hiện bê tông hóa đoạn đường từ thôn Tân Sơn đi thôn Nari. Đây là tuyến đường bê tông hóa cuối cùng của thôn. Tuyến đường này có chiều dài gần 1 km, chiều rộng 3 m, dày 16 m theo quy cách chuẩn đường bê tông nông thôn. Tuyến đường được bà con nhân dân trong thôn khởi công vào trung tuần tháng 7 đến nay đã hoàn thành khoảng trên 70%. Với sự nỗ lực cố gắng của bà con nhân dân, tin chắc tuyến đường sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch vào cuối tháng 9 năm 2014. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Xín Mần lần thứ 2. Đồng thời, con đường hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và nhân dân trong thôn đi lại, cũng như góp phần trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, giao lưu trao đổi hàng hóa trên địa bàn xã. Xác định thu hoạch lúa vụ hè thu năm 2014 là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến kết quả sản xuất của cả năm, ngành nông nghiệp huyện Đồng Văn đang tích cực chỉ đạo bà con tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ lúa hè thu năm 2014. Theo kế hoạch, kết thúc vụ lúa năm 2014, toàn huyện Đồng Văn đã cấy được 731,1 ha trên 805,1 ha, đạt 90,8% kế hoạch, giảm 74 ha so với cùng kỳ do hạn hán, không đủ nước gieo cấy. Trong đó, diện tích lúa lai là 574,9 ha, lúa khẩu mang trồng được 146,2 ha, chủ yếu tập trung ở các xã Phố Cáo, Phố Là, Phó Bảng, Ma Lé và thị trấn Đồng Văn. Hiện nay cây lúa đã chắc hạt và bà con nhân dân trên địa bàn huyện Đồng Văn đang tích cực thu hoạch.
Hiện ước tính bà con nhân dân đã thu hoạch được khoảng 60% diện tích lúa mùa, năng suất bình quân ước đạt 57 tạ một hecta, sản lượng ước đạt 4.169,2 tấn. Bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.